Ê, mình đã ấy nữa rồi nè, trông đẹp hơn không? Mình sẽ xé thịt này mình ăn thử chứ. Ảnh thì em chưa dám ăn. Vui mà ăn đâu. Ngọt sớt à, Ngủ sớt ngọt hả? sớt à. Lúc đây mọi người ơi, hôm nay mình với Linh đã trở lại clip mới rồi đây. Thì giới thiệu mọi người này trước, mọi người thấy này không? Thấy có không? Này này đây đây, Cái đó, cây với cái dòng. cái cây với cái dòng. Thì bây giờ Để có làm 3 gì? giây suy nghĩ cái này nó làm gì? Để làm gì? Để giật cái này á. Nó giật Giật cái cái đầu đầu. à. Cái đầu con gì? Những cái đầu gì không mình nữa, tựa đề rồi cũng biết rồi đúng không? Để cái tựa đề là biết liền Rồi, rồi, ok. kệ đi. Hôm nay các bạn thấy cái cảnh này đúng không? À, bạn nhìn đi. Đó, có Đây. rừng, có sông đúng không? Ôi, nó thiên nhiên Ok, vô rất là vậy. đẹp. Cảnh tự nhiên, trăng thanh, gió mát. Mừng đêm vô đây Sơn Ma lắm nha. Thôi bây giờ nói tóm tắt lại là lấy cái này để mình bắt con gà nhông và sau đó mình sẽ nướng mồi nó luôn. Thì không phải nay là mình sát sinh gì đâu, thì cũng như là cái con này thì ăn được nhưng mà ít có người nào ăn lắm, cho nên là hôm nay mình sẽ đi bắt và mình nướng nó mình ăn. Thì mọi người đừng có nghĩ là tụi mình sát sinh để cho ngay, không phải giống như là gà dịch hàng ngày đó. Thì nói chung là nghĩ đơn giản vậy đi. Ok đi. Rồi, ok. Đây cho mấy con nè, trên cây tràm nè, qua đây, Wow. qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Con thấy. Trời nắng quá. Kìa. Đây là một chút xíu rồi đây nè, nè nó. Cái nè, mày đi lên trên. Nè. Có Nè. nó tiệm với cái màu cây luôn, nó đổi màu được mà, màu xanh, màu đỏ, màu vàng đổi được mà. Nè bắt đây, bắt đây, bắt đi. Đọc cái dòng này đi. Sao? Cái mũi dòng thôi, anh thọt ở trên thọt xuống á. Chắc nó chạy lúc ở trên nó thấy cái cây rồi. Không đâu. Nó lú đầu ra đó, lú đầu ra đó. Đâu có thấy đâu. Rồi, thọt xuống từ từ, từ từ. Giật, Ok. rồi giật đi, giật đi, giật đi, giật đi. Dính, 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 dính. Đây, 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 đây. Dính cùng gì nhau. Ok, con đầu tiên của tụi mình. Hứa tiếu cái gì? Dính Rồi gỡ nó ra rồi cầm. rồi, Đi không biết lấy gì đựng. Dữ lắm nha. Mày chụp đi, mày chụp đi tao. Từ 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 chụp. đấy, đây đây đây. Mày chụp cái đầu nó giùm tao đi. Đây đây, cô quay 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 cận cảnh nó nghe. Đây quay kỳ nhông nè. Đinh 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 đinh. Nó đổi màu với cái cây, nó tiệp với màu cây nên là mình khó thấy lắm. Có khi đổi màu xanh, màu đỏ. Vậy Được. Bây giờ tụi mình sẽ tiếp Ok, tục đi ok. kiếm nữa nha. Mình kiếm khoảng từng 4-5 con gì đó là mình sẽ nướng. Đây đây, trên đây cây con nè, bắt 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 nó ra đi, bắt nhanh 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 nhanh. Nó trốn phía bển rồi, nó thấy mình là nó quẹo qua bên nè. Trong đây đây ra đi. Ở trong đây có một con nữa này, trong hai cái chành này. Giờ Gì sao cái ghê vậy? để nó đi bắt kìa. Nó quấy quấy tao ghê vậy? Con gì mà nó không muốn sinh tồn anh? Con thằng lằn nó còn muốn cắn anh nữa mà. Mặc dù nó không có răng. Nó có nhưng mà răng nó như không có vậy. Gỡ đâu vậy cha? Gì? Nào giờ không thấy con này gì mà. Không thấy. Ok, giờ qua bắt con đó đi. Ok. Giờ con gì nhau mới chạy ngược dưới kìa. Từng nó lúc đầu ra đó, lúc đầu ra đó, giật con đi, giật con đi. Đâu? Giật con đi, kìa 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 giật đi. Còn chỗ này giật được hả? Tao không thấy. Giờ nó bị che cái lùm, mình không có cận cảnh được mọi người. Nó xuống rồi. Rồi nó chui tới gãy còn lú cái đuôi kìa, chụp cái đuôi luôn. Rồi nó chạy mẹ rồi, chạy qua. Thấy không, còn thấy không? Thấy không, thấy không? Đứng đi, đứng đi, đứng im đi. Cái này bịt hù nhìn mệt quá. Đứng im đi. Đứng im đi, im đi. Sao khúc cái đầu luôn, em dịch ngược chạy nữa rồi. Má cỏ động động nó chạy rồi. Con này bị phèo rồi mọi người ơi, kiếm mệt gần chết. Đựng con như nó ê quầy, cái lùm cỡ này à, nó trốn tại mình. thấy mọi người đứng bên á, là tức là nó tránh bên đây, gặp nó tránh bên kia, nó gặp là nó sẽ đứng đứng yên một chỗ giữa đúng không? Bây giờ kiếm con khác đi, kiếm con khác. Mệt trời chứ. Bây giờ mình sẽ đi người sẽ đón con gà. Đây hơi bị cho nhiều mày luôn. nhìn thấy Sao nãy giờ em thấy cái không anh? con nhỏ 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 hả trên Không, cây cũng á. được rồi, con ăn được rồi. Ê mày đứng Sao yên, nãy giờ mày em thấy đứng anh yên không đi, thấy vậy chứ gì? Mày đứng yên Rồi em đứng ở đây luôn đi. Tính lại quay cận cảnh rồi mà lại cận cảnh là nó sẽ chạy. Nên mình đứng đây luôn. Phóng ra đây. 1, 2, 3, phóng dựng nhảy à. Ừ, ok.
nãy đang gần rất là nhẹ nhàng, mọi người xa quá mọi người không thấy được. Giật dính đã hai con, trời ơi chút nặng nặng gì trời, chưa đủ tuổi vị thành niên nữa. Ôi hai con, nói chung là có hơn không. Hôm nay là mình sẽ lấy mấy con này mình để làm clip, thì nói chung là cho nó giãn sanh cho nó đi qua kiếp khác đi. Ở gần ở gú hoài lạnh lẽo ha. Bây giờ sẽ đi kiếm. Rồi cầm một hồi mất tiêu con kỳ nhông luôn, cuối cùng còn được con. Con nó chưa tới số. Trời ơi, đổ mồ hôi hộp rồi mà chẳng có được cái gì hết. Thấy được ba con bắt hai con, cuối cùng còn được con. Thôi cũng được. Bị mệt nha. Giờ đi tiếp tục đi. Hình như thấy bên cái cây đó hình như có con rồi phải không ta? Nhìn chặt, không phải, cái mục tràm. Người ơi, mình đi theo cái trụ xi măng. Thấy được nhiều lắm, rồi giật đi. Dính. Bắt cầm luôn đi để nó dùng nữa. Ok, đây là cái khung cảnh quen thuộc nè. Ai ở đây? Ở đây và xem biết là sẽ biết được cái đây là ở đâu. Khung cảnh rất quen thuộc. Tức là nó đè đè nó cặp cặp. Rồi, để xuống đất, để xuống đất. Đó bắt đi. Mày bắt á, mày đè, mày cầm đầu nó giùm tao. Ok, để tắt này đi. Ok, hai con nha. Okay. Mình đi theo dài hàng rào nè, đón con nữa kìa. Mới vừa bắt xong được một con nữa. Mình đập cho nó chết luôn một chút, mình nướng luôn. Nói chung là mình bắt mình phải nướng chứ phải đập chết rồi bỏ là tội. Đó, trên đầu cột xi măng đó, thấy chưa? Trời ơi, ngựa nhảy cái mất tiêu luôn rồi. Mày lại con kia không sao. Đây một con ở trên cọng dây chì. Thôi camera mình zoom lại cho nó mờ quá. Rồi giật, mạnh lên, mạnh lên. Tăng. Ok, đi dạ đi tới ngoài là đủ rồi đó. Thì bây giờ anh Linh sẽ nhóm lửa lên để mình nướng mấy con này. Thì hôm nay mình chỉ làm đơn sơ thôi. Anh Linh thì hồi nào giờ anh chưa có ăn mấy cái con này nên là mình chỉ cho anh ăn thử cái con này như thế nào, rồi sau này mình sẽ, nếu mà cảm thấy anh ăn ok thì sẽ liên quan đến những món ăn con này, mình sẽ làm những cái video mà nó sẽ hay hơn và hấp dẫn hơn nữa. Thì hôm nay thì chỉ là ăn không thôi. Thì nó là bỏ xác như gắn thôi, gì đâu. Đừng nói anh ăn chưa ăn con gắn luôn à. À, gắn thì tao có ăn. Thì giống vậy đó. Thì hôm nay mình chỉ là ăn không thôi, nói chung là không có chuẩn bị đồ chấm hay chân á, chỉ là muốn cho anh Linh biết được cái con này ăn được hay không thôi. Nhưng mà em bảo đảm anh ăn sẽ là thích. Tại chưa ai thích ăn thôi. Nếu mà anh Linh ăn ngon thì sau này mình sẽ liên quan đến những con này nữa. Mình sẽ làm cho nó linh đình hơn chút. Lấy cái lò than theo chứ không phải nhúng lửa bỏ trong đống cát. Đống lửa bắt đầu ngút khói lên và có lửa. Đống lửa bắt đầu bắt lửa và nó cháy. Đó, rồi bây giờ nó cháy, nói chung là nó cháy, củi nó bắt đều hết là dục mấy con đó vô được rồi. Mình nướng chui nó không cần phải than đâu. Mấy con này có da mà không lập da hết rồi. Má canh canh nữa thôi, hồi đụng hả mấy ông cũng lâm bắt. Tự nhiên lại bắt nướng mấy con kìa nhông nè. Nó đâu phải xếp vô dụng giặt quý, đã bánh hết rồi. Trời ơi, nó còn nhảy nữa kìa. Rồi, bây giờ sẽ dục mấy con kìa nhông vô. Rồi nó tàn cái đống lửa này là nó sẽ khác luôn con kìa nhông. Vậy hả? Ừ, nướng mình bỏ da mà da nó vậy lắm. Cứ nước cứ khác lên là nó chín là được rồi. Vậy sao? Chứ đâu phải có dĩ đâu có gì đâu mà phải làm lục da nướng cho nó giòn đâu. Làm nướng lấy cái thịt mình ăn cho ăn biết mà. Rồi bây giờ sao? Rồi dục lửa đi. Dục lửa luôn, nhanh. Vậy đó hả? Đó. Vậy đó hả? Vậy đó, nướng vậy đó. Nhưng mà canh canh đó nha, để nó khét ngạt luôn nha. Ôi cha. Ăn tới giật mình qua mấy. Mình hóa kiếp cho nó nha. Đúng rồi, cái nắm cái đuôi lại. Rồi nó khét hết là nó chín lên là được rồi. Đây, mình đã ấy nữa rồi nè. Cầm đẹp hơn không? Mình sẽ xé thịt này rồi mình ăn thử chứ. Anh thì em chưa dám ăn. Chưa dám ăn đâu. Ngọt sớt à. Ngọt sớt à. Lột cái da ra lấy cái thịt là quất à. Ăn luôn cái da cũng được mà, giòn mà. Trời ngon lắm chạy.
Tức tôi không lấy chén mua chanh theo. Cái này chấm mua chanh ngon nè. Ăn thử miếng nè. Thử đi. Được không? Nhìn ghi nè. Cắn nữa. Ngọt mà đúng không? Ừ. Anh đừng ăn cái da nó khác đắng nhét hả? Tao đang ăn cái thịt đây. Ngon vừa vậy. Thôi là mình cầm cầm lên đó mà. Cầm lên nhau. Mọi người này, cô Nghề Nhông đàng hoàng nha. Thì sau này mình sẽ làm những món liên quan đến Kỳ Nhông, như món Kỳ Nhông xào lăn đồ nè. Đó, đem thùng bia ra nữa. Ngon mà đúng không? Ừ, ăn được các bạn ơi, được. Đó, vậy sau này mình sẽ làm một món Kỳ Nhông xào lăn. Nói chung là Kỳ Nhông ngon lắm, ăn nó bổ thuốc á, ăn nên thuốc tại vì nó sống rừng rú á. Mình biết kỳ đà càng tôm càng cốt rồi thì cũng trùng lỗi với nó thôi. Ừ. Đúng không? Cái lỗi quả xác hả? Nhưng mà nó cái kia nó mặn ga nó ngon hơn. Đúng rồi, tại sạc, mình đã nó đảm. Nó ngon hơn. Cái này nó mình nhìn ăn tại chỗ mình nướng chui mà. Thôi mà nhìn nó vậy mà ăn nó cũng được nha. Ngon mà. Ừ. Nhưng mà nó xào lăn thì nói gì nữa. Ăn chừng bao tử. Ngon mà chạy. Bùng bùng kiếm này ăn được rồi. Ý, hai cái trứng, còn này cũng được luôn. Hai cái giấy nó béo. Không biết mọi không biết có nghe không, nó nhỏ không biết. Con có mẹ ăn đi. Trời, hôm nay có mưa ớt, chanh nó ngon ha. Đó nói gì nữa. Cái thịt này nói gì nữa. Sợ chỉ đừng quay. Má, cái thịt nó giống ăn giống như con tôm nha. Ừ. Ngọt mà. Xào lăn. Bữa nào làm món xào lăn nha. Ok. Nay là nó dắt mình đi là ăn là cũng được đi, nó dụ mình ăn nhưng mà cái này con này ăn được. Trời, ngon ăn được mà. Ừ. Dắt đâu mà, mặc dù là đó giờ em thấy người ta ăn thôi. Không, nói chung là lần đầu tiên ăn con này luôn. Đợi thấy người ta ăn con này còn gì đâu mà còn bao tử. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của hai anh em mình. Thì mình sẽ làm những món liên quan đến con Nghề Nhông và nó sẽ thực tế, hấp dẫn và nó sẽ ngon hơn nữa. Thì cái clip tụi mình đến đây sẽ kết thúc. Thì mọi người nhớ đăng ký để ủng hộ và theo dõi tiếp clip mới nha. Ok, chào các bạn. Bye.